10 thứ cô đơn nhất trên thế giới. Ở vị trí thứ 10, đó chính là cây Tenerife. Trong phạm vi 400 km ở sa mạc Sahara, nó là cái cây duy nhất bám trụ ở mảnh đất cằn cỗi này. Tenerife đã sống một cuộc đời cô quạnh ở đây trong suốt 300 năm. Từ một cây con bé nhỏ, nó dũng cảm bước đầu với sự khắc nghiệt ở sa mạc lớn nhất thế giới để tồn tại trường tồn cùng 5 tháng. Bao khó khăn cũng không khiến nó gục ngã. Thế nhưng nó lại đi đời bởi cú tông của một gã nát rượu. Và phải chăng giống như người ta vẫn bảo, sống chết có số? Tiếc thương cuộc đời cô đơn nhưng đầy kiêu hãnh của nó, người ta đã mang xác của cây Tenerife đến trưng bày tại bảo tàng quốc gia Nigeria và dựng một cái cây bằng kim loại thay thế cho nó. Hy vọng rằng không có một gã say rượu ngu xuẩn nào lại lao đầu vào cây Tenerife kim loại này lần nữa. Chín, cá voi 52 Hz. Cá voi 52 Hz tìm kiếm bạn tình bằng cách phát đi những tín hiệu âm thanh. Thế nhưng chú cá có cái tên độc đáo này vẫn trở thành chú cá voi cô đơn nhất của đất dù liên tục phát đi tín hiệu. Lý do là những con cá voi khác phát đi và nghe được tín hiệu âm thanh ở khoảng 10 đến 39 Hz, còn anh chàng lại phát đi âm thanh ở tần số 52 Hz. Chính vì thế chẳng ai nghe được tiếng gọi của nó, thậm chí là biết đến sự tồn tại của nó. Cái tên 52 cũng ra đời từ đây. Lạ lùng hơn thầy sùng ở chỗ, ngay cả con người cũng không nhìn thấy nó kể từ lần William Watkins phát hiện ra nó vào năm 1989. Chỉ có những âm thanh cô độc như là bản tình ca buồn của nó được ghi lại bởi máy dò hải quân mà thôi. 8. Con ếch Tuki. Đây là con ếch cuối cùng của loài Enomiohila rabodum thuộc họ Hylidae. Điều này đồng nghĩa với việc khi nó chết, loài ếch này sẽ tuyệt chủng. Dù biết là thế, nhưng chúng ta vẫn chẳng thể nào duy trì nòi giống của Tuki khi chỉ còn mình nó tồn tại mà thôi. Hiện nay, nó đang sống tại vườn bách thảo Atlanta ở Mỹ cùng với 11 loài ếch hiếm khác. Tuki ngừng kêu gọi bạn tình khi cá thể cái cuối cùng của loài chết vào năm 2009. Có lẽ, nó biết ngoài kia chẳng còn ai dành cho nó. Thật quá là đáng thương đi mà. 7. Robot Curiosity Rover. Robot thám hiểm Curiosity Rover được coi là một trong những thứ cô đơn nhất trên thế giới. Suốt 4 năm qua, nó đã lang thang một mình trong không gian. Tuy là một cỗ máy vô tri, chẳng biết thế nào là cô độc, nhưng người ta vẫn xót xa cho nó. Bởi khi chúng ta đang vui vẻ với những người thân yêu, thì nó vẫn âm thầm làm việc ở một nơi cách trái đất vài năm ánh sáng. Mỗi năm, nó sẽ tự hát bài Happy Birthday để tự chúc mừng sinh nhật bản thân. Ở vị trí thứ 6, cũng cô đơn không kém, đó là đảo Hashima ở Nhật Bản. Hòn đảo hoang này cách bờ biển Nagasaki 25 km. Trước đây, nó từng là hòn đảo đông đúc với hơn 5.000 cư dân. Những người sinh sống ở đây đã làm việc như nô lệ trong các mỏ than. Khi Nhật Bản ngừng khai thác than ở đây mà chuyển sang khai thác dầu mỏ nơi khác, nơi này đã bị đóng cửa, người dân thì rời đảo về đất liền. Sau vài thế kỷ tồn tại tách biệt với thế giới bên ngoài, hòn đảo này đã được mở cửa để chào đón du khách tới tham quan. Tuy nhiên, nó vẫn một mình một cõi vì chẳng có cư dân nào chuyển về đây sinh sống. Nó vừa được UNESCO công nhận là di sản công nghiệp thời kỳ Meiji. 5. Người đàn ông của lỗ. Người đàn ông của lỗ là biệt danh mà mọi người đặt cho người đàn ông đang sống một mình trong rừng Amazon. Anh ta là người sống sót cuối cùng trong bộ tộc của mình và chẳng ai biết gì về người đàn ông này cũng như những người xung quanh trong bộ lạc của anh ta. Anh ta đã đào những cái lỗ sâu khoảng 1,8 mét trong các ngôi nhà cỏ mà người ta đoán là ngôi làng trước đây anh ta sống cùng bộ tộc của mình. Năm 2007, chính phủ Brazil đã tuyên bố 80 km2 xung quanh khu vực đó là của anh ta và hạn chế sự xâm nhập. Năm 2009, anh bị một nhóm tay súng tấn công và ngạc nhiên hơn là anh vẫn sống sót. Hãy tưởng tượng tất cả mọi người xung quanh bạn đều chết để bạn bơ vơ một mình trên đời và bạn đang sống trong một khu rừng rậm mà xem. Thật quá là khủng khiếp và cô độc. Gorg cô đơn. Gorg đã 100 tuổi và là con rùa cuối cùng của đảo Pinta. Thế nhưng, thay vì được sống sung sướng như là một ông hoàng, thì cụ rùa này lại bị những người chăm sóc ép giao phối liên tục với con cái của các loài khác để duy trì nòi giống khi mà nó thật sự đã là một ông lão già yếu. Thật không may, những cố gắng của người chăm sóc đã không có kết quả khi mà trứng đã không nở, mọi thứ trở về số 0. Đáng buồn hơn là Gorg cô đơn đã ra đi vào tháng 6 năm 2012 và loài rùa khổng lồ Chelonodis nigra abingdoni chính thức biến mất. Theo nhà khoa học, loài rùa này có tuổi thọ 200 tuổi, nhưng Gorg quá yếu mệnh. Cụ rùa này đã ra đi trước khi các nhà khoa học tìm được cách nhân giống. Có lẽ cụ rùa đã chết vì quá cô đơn.
Ở vị trí thứ 3, hãy cùng ta đến với con cá heo cô đơn nhất thế giới, Baiji. Năm 2006, người ta công bố cá heo sông Dương Tử, hay còn gọi là nữ thần sông Trường Giang, đã tuyệt chủng. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2007, một người đàn ông đã ghi được hình ảnh một con cá heo vảy trắng. Dù là chỉ xem qua video, nhưng người ta khẳng định đây là cá heo Baiji. Các nhà khoa học nói rằng có thể nó là con cuối cùng của giống loài. Nếu có thêm vài con nữa thì cũng không tránh khỏi việc loài này bị tuyệt chủng. 2. Ocean Patula Faba. Ocean Patula Faba gần như tuyệt chủng khi bị một loài Ocean ăn thịt đồng loại, truy sát và tận diệt. Để bảo vệ chúng, người ta đã chuyển những con cuối cùng của loài đến Freetown, Anh để nuôi dưỡng và bảo tồn. Người ta đã hy vọng khi sinh sống ở môi trường mới này, số cá thể của loài đang trên bờ vực tuyệt chủng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, chúng đều chết hết, trừ một con duy nhất. Thế nhưng, đến tháng 2 năm 2016, cả thế giới lại đón nhận tin buồn khi nó ra đi và sẽ chẳng còn ai nhìn thấy loài Ocean Patula Faba này nữa. Và ở vị trí đầu tiên trong danh sách của chúng ta hôm nay, rất bất ngờ, đó lại chính là con người. Bạn đang cực kỳ bất ngờ khi con người lại đứng đầu trong nhóm những thứ cô đơn nhất thế giới, phải không nào? Bởi có hơn 7 tỷ người ngoài kia cơ mà. Thế tại làm sao mà chúng ta lại trở thành sinh vật cô đơn? Vì con người đang dần chìm vào thế giới ảo. Có nhiều người đã lâu không trực tiếp nói chuyện với người khác mà sống tách biệt trong thế giới của riêng mình. Chúng ta không giống như con rùa róc hay ếch tục kỳ là cá thể cuối cùng của loài. Chúng ta có rất nhiều đồng loại. Chúng ta cũng không giống như cá voi 52 hét. Có rất nhiều người hiểu bạn nói gì, rất nhiều người biết đến sự tồn tại của bạn. Vậy tại sao bạn lại lựa chọn một mình bên những thiết bị công nghệ? Hãy buông chúng xuống và bước ra ngoài. Các bạn hoàn toàn sẽ dễ dàng thoát khỏi cô đơn. Và hy vọng với thông điệp này, các bạn trẻ sẽ hạn chế sử dụng công nghệ và thay vào đó là tham gia hoạt động ngoại khóa cùng với nhau nhiều hơn để phát triển toàn diện trí óc, sức khỏe của mỗi người. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ không phải lạc lõng đơn côi giữa 7 tỷ con người nữa nhé.